Alright, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Mình là Hà Hero. Đợt này mọi người thấy mình ở một góc độ khác đúng không? Hiện tại mình đang ở SoX 2019. Và trước mặt mình là một cái la hàng, hai cái la hàng rất là đông luôn á. Tại vì mọi người đang chờ để mà vô bên trong sự kiện. Và đợt này thì mình đang rất là hồi hộp để mà tham dự sự kiện này cùng với mọi người á. Và lần đầu tiên SoX được tổ chức tại thành phố nữa, cho nên là rất là mong đợi á. Đi vào phần intro ấy. Let's go. Alright, thì đợt này ở SoX rất là đầu tư luôn á. Tại vì họ có một cái cuốn sách để mà khi mà mình vào sự kiện á thì mình có thể là có một cái map ở trong đây, mọi người có thể biết mình đang ở đâu và mình cần tới một cái quầy booth nào, rất là tiện luôn á. Cho nên là bây giờ mình nghĩ là mình sẽ vô trong, mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái gian hàng họ sắp đặt như thế nào nha. Let's go. Alright, thì sự kiện năm nay được chia làm 5 dãy. 5 dãy có 5 dãy hàng lận á. Thì bây giờ mình sẽ đi từng dãy để cho mọi người coi coi họ sẽ đắp như thế nào và từng dãy đó các brand nó như thế nào nha. Thì bắt đầu mình nghĩ là từ dãy bên đây đi. Let's go. Đây là dãy đầu tiên, thì ở bên đây khá là nhiều shop. Có cả Degray, Riverburn, Renovant. Đây là dãy thứ hai. Có Find The Way ở đây, Toby. Chúng mình sẽ còn thêm một đắp tách rời, có những trò chơi mini game rất là hay luôn á, sẽ giúp bạn trở thành một trong 6 người may mắn có thể mua. Ở bên này họ có The Hype Collector. Mọi người nhìn thấy đôi giày này không? This one. Còn ở bên đây là session cuối cùng. Thì mình thấy là đa số là bán về giày. Ở đây một dàn quan gian hàng giày, một dàn hàng giày. Ở đây gian hàng đồ chơi, một cửa hàng của người anh của mình á. Thật sự tí rất là dễ thương luôn á. Tí nữa mình sẽ nghĩ là mình sẽ qua đó mà mình coi xem sao. Và đây là crab. Cực kỳ thích crab luôn. Alright, ở bên trong đây á là cái khu vực nằm ở giữa trung tâm của SoX luôn á. Thì ở bên đây trưng tất cả những phẩm sản phẩm hit từ những đôi mà hot nhất hiện tại đây luôn á, thì mọi người có thể thấy rất là rõ luôn. Air Max, Auto Laces, Chicago. Đây là một cái đôi thực mình rất là thích luôn á, nhưng mà mình thật sự là mới quên tên rồi. Ở bên đây là có Chicago, Blazer, Presto. Và đặc biệt hơn, hồi nãy mình có nói với mọi người á là đây là đôi Paranoid Korean Exclusive. Còn ở bên đây á là đôi Paranoid nhưng mà được sản xuất worldwide luôn, nhưng mà cũng rất là hot hiện tại luôn. Location tiếp theo là mình sẽ qua một cái local brand rất là nổi tiếng hiện tại luôn là Street Gang. Dạ, một gian hàng của người Anh tên là Quốc Anh á. Dạ, đây là anh Quốc Anh, founder của Street Gang á. Thì em mới biết được anh có collection mới, cho nên là em qua xem xíu nha. Dạ, quầy ở bên đây á là những collection mới hiện tại vẫn đang bán đúng không anh? Hiện tại vẫn đang còn bán. Thì đây là một cái jacket bằng vải gió, tương đối là chống nước, nhưng mà thực sự là cái concept về cái con khủng long này á là nó như thế nào anh? Cái này là mình kết hợp giữa văn hóa khủng long thế kỷ Jura và này giống cái hóa chất gì? Ở trên đây mọi người có thể thấy đây là một cái logo của một cái chất liệu hóa học nào đó với lại một con khủng long, được hai cái kết hợp với nhau là ra một cái áo rất là đẹp luôn. Thì ở đây bên Street Gang có còn để trưng một con khủng long bằng tượng cực kỳ ấn tượng luôn á. Ngoài cái áo jacket này ra thì còn có một cái áo t-shirt ghi là world end here, đó là một cái câu mà thế giới được kết thúc từ đây á. Thực ra không phải là thế giới này mà thế giới của khủng long đã kết thúc đúng không anh? Ngoài hai collection mới thì đây là một cái collection mà em nghĩ là lần trước là với lại thiết kế đấy từ văn hóa Nhật Bản rồi, phong thần và lôi thần. Ở đây là thiết kế lôi thần, hai thiết kế phong thần và lôi thần. Thì đây là lôi, còn bên đây là phong thần, nhìn rất là mắc. Đây là cái mặt sau lưng, còn mặt đằng trước thì rất là basic,
chỉ có một chữ suýt gan được viết tắt. À, em đi một vòng đây thôi, tí nữa em quay lại em còn dắt theo ba em nữa để shopping nha cho ba em nha. Rồi, rồi cảm ơn anh nhiều nha. Khi mà mình đợi ba mình tới á, thì mình sẽ đi một vòng coi. À, tại vì ở đây Show F họ có một cái trò chơi là khi mà mọi người đi shopping xong rồi đó thì mọi người có thể đi một vòng ở các quầy để mà chơi trò chơi để được mà được con mọc ở trong đây á. Thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi một vòng ở đây, đi tới các quầy và chơi trò chơi để được con mọc này nha. Let's go. First up thì mình sẽ tới một cái quầy đồ chơi của anh mình để chơi một trò chơi nha. Hello anh, em qua em chơi. Mời em. First up là mình sẽ cái này chơi làm sao anh? Thì em bắn trúng ba hai cái chai đó là em sẽ thắng không cho em. Ủa? Nãy thấy ba chai mà. Bây giờ là mất chai rồi. Bây giờ chỉ cần bắn trúng hai chai đó là thắng rồi. Ủa? Nhưng mà chỗ này em có tới ba viên đạn là mất. Nhưng mà có cần mua cái gì đó để được chơi không hay là mình chỉ tới mà chơi thôi? Là mình có cần phải mua sản phẩm rồi để mới được chơi luôn hay là chỉ mua nước thôi? À mua nước hả? Mình nghĩ là mình sẽ mua nước để mà chơi thử để mà được con dấu nha. Vậy lấy em một chai nước đi. Khi mà mọi người mua nước á, mọi người sẽ được một cái voucher được giảm bao nhiêu phần 10%. 10% tất cả các sản phẩm ở các local brand này á. Nhưng mà với điều kiện là mọi người phải giữ là chai nước nha, chứ phải được dùng ra ngoài nha. Tại vì nó băng nhựa được có dùng ra ngoài đường, bảo vệ môi trường đi. Gài đạn rồi đó, em chỉ còn bắn rồi. Súng nớp. Em biết cái này mà. Mất rồi, em đứng đây đúng không? Em đứng ở đây đúng không? Xin lên xem để đạn nó hơi yếu. Bắn được tiếp không? Bắn được mấy lần? 3 lần hả? My first shot. Ủa kì vậy? Thua rồi ơi. Dạ, cầm cây kia được không? Cái đó nó còn kẹt hơn nữa. Ok, thử lại nha, cái shot cuối cùng. Ôi, sao nó không rớt? Em ăn dính rồi mà. Ôi, anh đang có dính không? Bắn dính rồi mà. Ok, không sao, chơi cho vui thôi, nhưng mà kỳ nha, em bắn dính rồi nha. Chán thiệt chứ. À dạ. Mặc dù các bạn không chơi rớt nhưng mà các bạn vẫn được đóng dấu, cho nên là mình nghĩ mình sẽ đi hết luôn. Và khi mà các bạn được full dấu á, tại vì họ có ghi là một con dấu sẽ được một cái gì đó. Nếu mà đóng đủ full 11 dấu á, thì sẽ được một cái phần quà rất là hấp dẫn, cho nên là mình sẽ đi chơi. Được bao nhiêu lần phóng? 3 lần phóng, nhưng một lần trúng tầm là được. Nhưng mà trúng được được ngay đó là ok rồi. Đó, nhắm, tiêu liền đó nha. Có vẻ là tiêu liền đó. Rồi, thấy xa. Rồi, còn 2 cơ hội nữa. Hơi xa hơn nãy rồi. Về trung tâm thành phố nha. Nãy giờ mình đi giao giao, quận 12 là hơi vui rồi đó. Rồi, đây là quá dễ của anh. Mà vô không thắng nhưng mà vẫn lên ống màu. Được 2 màu rồi đó. Đây là cái mà mọi người thiết kế đôi giày của Việt Bắc. Hai màu rồi. Bây giờ đi màu thứ 3 thôi. Wow. Đây là đôi giày của Air Force 1 của GD. Bây giờ chắc là đi kiếm cái mọc thứ 3 quá. Tất cả mọi người đều đi rất là đông quá, cho nên là không biết chơi sao nữa. 3 lần thử đúng không bạn? Ném tốt hơn lần trước. Bao nhiêu điểm đây? 33 các bạn. 33 điểm hả? Được cái mọc thứ 3. Cảm ơn bạn. Rồi, cảm ơn bạn nhiều. 3 mọc rồi. Hello anh. Ơi, hello em. Dạ. Ủa anh. Ê, tí nữa mình sản phẩm mình mua ở đây rồi tí ở bên ngoài là mình chạy về hả anh? Đúng rồi, là đánh giày. Đánh giày bên ngoài. Dạ. Tại tí em vô coi sản phẩm rồi xong tí có gì em trải nghiệm đánh giày nha. Ok ok, nhớ nhá. Dạ ok, okay tất nhiên rồi. Dạ. 2 3
sao mình tới về cái mộng chứ không phải là tới về cái gì. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh á. Nó choáng quá, giờ còn choáng nè. Ê, sorry. Thì sau khi mà mình đi chơi các trò, tất cả các trò chơi thì mình nên nghĩ là mình sẽ đi ra ngoài ăn trưa uống cà phê đó. Tại vì ở trong SOAS hiện tại đang rất 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 là đông luôn, mình không thể nào mà ngồi trong đó được. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi ra cà phê. Và tất nhiên là mình đã thay đồ rồi, tại vì cái outfit hồi sáng mình mặc rất rất là nóng. Sẽ giới thiệu cho mọi người breakdown cái outfit hiện tại luôn nha. Là mình đang mặc cái t-shirt màu trắng đỏ của Sài Gòn Elite và một cái nón của cũng bên Sài Gòn Elite luôn. Thì ở video trước thì mình đã cho mọi người biết là mình đã đi shopping tại Sài Gòn Elite rồi và mình đã pick up những món đồ gì rồi. Thì đây, một cái t-shirt, một cái nón và một cái túi thì mình đã đeo ngang hông như vậy, rất rất là xịn luôn á. Và bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ đi cà phê rồi sau đó là quay trở lại, thay đồ trở lại và quay trở lại SOAS thôi nha. Let's go. Alright, thì bên trong hiện tại đang rất rất là đông luôn, cho nên mình đã ra ngoài và tình cờ thì bố mình cũng mới điện ba mình. Thì ba mình đã vừa tới rồi thì mình sẽ ra đón ba mình để mà quay cái content của ngày hôm nay nha. Alright, thì hiện tại ba mình đã tới rồi và thực sự content của ngày hôm nay là mình sẽ dẫn ba mình đi một vòng ở trong SOAS để mà có thể cùng ba đi shopping. Mình sẽ biến ba mình thành một hai piece, tại vì theo mọi người thấy đó, outfit của ba mình thật là gọi là U60 á, nhưng mà thật sự là muốn ba cảm nhận và ba trải nghiệm những cái outfit mà giới trẻ hiện tại đang mặc giống như là mình mặc đây. Cho nên là bây giờ hai cha con mình sẽ đi vô trỏng và cùng nhau đi shopping nha. Rồi, let's go. Nghĩa là next stop đầu tiên mình sẽ cho ba mình qua bên Street Gang, tại vì mình thấy đồ bên đó ấn tượng á và rồi. Mình đi. Alright, thì mình với ba mình hiện tại đang ở trong một quầy của Street Gang á, thì có một vài sản phẩm mình muốn ba mình mặc và cái này là cái áo khoác thì hồi nãy mình có giới thiệu với mọi người rồi á. Đây là cái áo khoác mà mình muốn ba mình thử lên, mà tí nữa thì cứ mua đi, cứ thử đi rồi sau đó thì con muốn ba kết hợp tất cả các áo lại với nhau. Cái khó đầu tiên mình nghĩ mình sẽ khó cho ba đó, một cái áo khoác này sẽ là đây là những cái tee mà của bên Renovin mới được release ngày hôm nay luôn và do bên Toby sản xuất. Ba mình pick up cái này size XL. Mình qua Renovin mua một cái áo pick up cho ba và được tặng thêm một cái nón nữa. Cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi. Trong lúc mà ba mình đang thay đồ thì mình sẽ ra đây breakdown cái outfit của mình cho mọi người biết nha. Thì mình hiện tại mình đang mặc cái sweater của Monarchy. Đây là một cái tên của một cái núi lửa bên Hawaii á, và họ làm cái concept cái áo này rất là đẹp, mình mua ở Then Then. Một cái quần của Zara thì mình đã có một trong cái video trước thì mình đã có nói mọi người là mình đã pick up đồ ở đâu rồi, và cái kính của Gentle Monster và đặc biệt là đôi giày của Fearless, một collection mới gần đây nhất của mình và mới pick up ở video trước luôn. Nếu mà mọi người check out thì nhớ vào link bên đây nha. Và chờ ba mình thay đổi xong thì mình sẽ show outfit của ba mình cho mọi người xem nha. Rồi. Thì mọi người thấy đây là cái outfit mà mình vừa mới đi shopping với ba, và ba mình đã chọn ra những cái outfit như thế này, và một cái áo khoác, một cái áo thun của Renovin và một cái nón của Renovin, và đây là đôi Yeezy mà mình đã mua cho ba. Thật sự là một cái outfit tuy rất là đơn giản nhưng mà đối với những người ngoài nhìn vô với cái tuổi ba đang mặc hiện tại thì rất là khác biệt luôn á. Và nãy giờ ai cũng nhìn hết á, và nhìn với ánh mắt là ba rất là dễ thương, ba rất là ngầu này nọ chứ không phải là ba nhìn kỳ này nọ đâu. Thật sự là đẹp lão, đúng rồi. Và bây giờ mình sẽ chắc là mình sẽ dẫn ba đi vòng vòng và hỏi ý kiến mọi người cái outfit ba mình như thế nào nha. Rồi, đi rồi ba. Con phải tưởng tượng nổi luôn, quá đỉnh luôn. Con lúc đó con nhìn ở xa là con không nghĩ bác là ba của Hào đâu. Con nghĩ là một bạn nào thôi. Tại vì nhìn quá trẻ quá đẹp. Em chọn cho ba em hay là ba em chọn?
em chọn. Quá đẹp. Thì từ sáng tới giờ mình đi từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong luôn á, thì thực sự là giày mình rất là dơ, ở trong rất rất là đông luôn, và đi thực sự đi không thể nào được luôn á bạn. Tình trạng đạp giày không thể nào né, kể cả cameraman của mình nữa đạp giày lên mình luôn. Sẵn tiện đây ở bên booth của Crepe ở bên ngoài đây, cộng với lại Sneaker Vitamin là do anh Tuân là founder của Sneaker Vitamin á, thì mình sẽ lên đó và mình chạy giày và sử dụng dịch vụ của mọi người ở đây nha. Rồi, let's go. Sau khi sử dụng dịch vụ xong thì mọi người thấy không? Cực kỳ xanh. Mặc dù là mình biết là mình mới mua, nhưng mà cái đế ở bên dưới và thực sự là hồi nãy rất là dơ, hồi nãy rất là bụi, hồi nãy đáng lẽ mình phải quay cho mọi người xem, nhưng mà thì rất là kỳ. Nhưng mà thực sự là đã clean lại rất là sạch, và mình nghĩ là mình sẽ mua một sản phẩm của Crepe. Cho nên là đi qua lưỡi. Ồ, một cái hộp. Cho mình hỏi một cái hộp Crepe Wave này là bộ này là 320.000. Và hôm nay là đang có chương trình khuyến mại là mua bộ này được tặng kèm một dây giày. Oh yeah. Alright, thì em nghĩ là em sẽ lấy cái này. Mình sẽ mua một bộ Crepe Wave, tại vì mọi người biết mà, cần phải có cái này ở trong cơ thể để mà mỗi lần đi đâu á, giày bị dơ thì cần có nó để mà chùi liền luôn. Ồ, thế cần thêm kèm một dây giày nữa thì em nghĩ là em lấy cái màu trắng đi. Màu trắng. Dạ. Đấy, và đó là video ngày hôm nay của mình, và hy vọng mọi người thích nó, tại vì mình đã đi hết một vòng ở SoulX phỏng vấn mọi người, và mình đã turn my dad to a high beast, biến ba mình thành một high beast đó. Dạ. Yeah. Cho nên là trước khi outro video này và trước khi kết thúc video này á, thì mình sẽ muốn cho mọi người xem một vòng video tại SoulX, và hẹn mọi người đến video sau nha. Peace guys. Thank you.